bảo đảm cái tượng đó là sẽ có trái, có bông cái. Kinh nghiệm, kinh nghiệm. Kinh nghiệm có bầu. Kinh nghiệm có bầu. Bầu bầu hết vụ rồi. Hello. Dạ người cầu xin kính chào cô chú anh chị và các bạn thân mến nha. Hôm nay em xin chia sẻ đến bà con mình. Đây, cái niềm vui của em nhỏ nhỏ. Đó là cái vườn nhỏ của em. Em trồng bầu hồ lô. Vui quá quý vị ơi, bữa nay thấy có trái là thấy vui rồi. Đây quý vị thấy không? Đó, bà con mình thấy không, trái đẹp không? Cái này khoảng 5 bữa đây nè. Trái này trong vòng khoảng 5 đến 6 bữa nữa là em thu hoạch. Đây một trái nữa. Toàn bộ những cái cây giống mà lên cái bầu như vậy nè quý vị. Là lúc trước em có trồng bầu hồ lô lúc trước á, em giữ hộp lại á. Họ kỳ này em ươm trồng lên nè. Còn nhiều lắm. Qua bên đây cho bà con mình thấy nha. Em tính sơ sơ không cũng khoảng mười mấy trái á. Cái vườn này nếu mà đạt chỉ tiêu nha, cứ một giây mình 5 trái. Mà em trồng khoảng 6-7 giây là 30-40 trái. Bà con nào mà muốn ăn, muốn đặt hàng em trước nha, đặt hàng em mới được nha. Đây. Cái này em chia sẻ ra là cái này em mới thụ phấn cái này nha. Đây, mới thụ phấn. Còn cái trái này nè, là chiều nay nó sẽ nở bông ra. Là do cái vườn mình mới á quý vị, nên có ít ong nó tới, nên cái khả năng mà đậu bầu nó đậu trái rất là không có. Em tự thụ phấn không nè. Đây nè quý vị thấy không, thụ phấn á, thụ phấn đó, nó mới đậu. Đây nè, thụ phấn cho đậu rồi em tỉa bớt lá để cho ánh sáng nó xuống, cái bầu nó mới mau lớn. Phải được mới hai ba ngày thì sờ không thấy khúc này không, 4-5 trái này. Đây nè, wow đẹp ha, khoảng tuần nữa là có hàng rồi. Quý vị nào có cần thì nhớ đặt hàng em trước nha, đặt hàng mới có nha chứ không phải là có liền đâu. Đặt hàng có số điện thoại là có được. Giống như bán hàng online vậy ha, có số điện thoại là có được. Đây đây nè, wow mấy cái này là đậu nè mọi người thấy không nè, cái này gọi là bông cái này nha. Em phải lấy bông được em úp vô bông cái nha. Như hàng này nè là bông đực nè quý vị. Dạ, để video tiếp theo em sẽ chia sẻ đến bà con mình cách thụ phấn. Thụ phấn nhiều lắm. Như là cái này nè quý vị thấy ha, để em cho bà con mình coi nè. Wow đây quý vị thấy không, bông cái nhỏ nè, này nữa nè. Coi vô chút nhiều lắm. Mình phải có em trồng hai vụ để biết có kinh nghiệm. Đây nè. Đó, bông cái. Mình phải ngắt đọ. Cây bông nào nó ra bông cái rồi á là mình ngắt cái đọ để cho nó nuôi cái bông cái. Mà cái nhánh bông đực nào mà nó có phải không? Mình ngắt cái đọ. Nó nhảy tựa. Bảo đảm cái tựa đó là sẽ có trái, có bông cái. Kinh nghiệm, kinh nghiệm. Kinh nghiệm có bầu. Kinh nghiệm có bầu. Bầu bầu hết vụ rồi. Đó là vườn bầu của em nè. Em trồng khoảng đằng đây em ươm chung là 3 giây. Đằng đây 1 giây nữa nè, 4 giây, đó giây nó 5 giây. Đó 1 giây nữa là 6 giây. Đó, khúc này em trồng nguyên một vàng luôn, 5 giây luôn. Đó, khoảng chục giây hơn. Có trái mướp nè quý vị thấy không? Nghĩ sao trái mướp vậy với trời. Trái mướp này là mướp dài nè, em trồng lúc trước lấy hộp trồng lại nè. Đó, ok. Đây, em bò lên luôn.
Đây em cho quý vị coi nè nha, em ngắt cái đọt đó, bây giờ nó nhảy tựa ra này không, quá trời luôn không, mỗi tựa là có bông cái nha. Bây giờ em cho quý vị coi cái bông cái này. Ok, bây giờ em zoom lại này nha, ví dụ từ trên đi xuống này nha, đây mọi người thấy không, cái bông cái đó với cái hình của hồ lô đó, một bên đây nữa nè, hai, có tựa là có bông, là bông cái là có trái, ăn hai bao hàng này chứ, ba nè, hàng này chưa có, mai mốt em ngắt đọt đó, nó chưa ra, nó còn dài ra khoảng một thước rồi mình mới coi, mình mới biết mình ngắt, không sơ sơ cái dây này cũng ba trái thôi, đó, này mày ngắt tiếp. Rồi qua cái dây bên đây nữa nè, đằng đây hồi nãy mới coi phải không, bây giờ qua cái dây bên này nè, em cũng ngắt đọt không, bà con mình thấy nó nhảy tựa không, thì khoảng chừng 3 ngày nữa thôi là mình biết nó có hiện bông cái rồi đó. Ok, cái này chừng bầu của em chừng nửa tháng nữa quý vị, thôi rậm rạp luôn. Rồi em trồng thêm nè, em thấy có khổ qua nó bò, em cho nó bò luôn, giờ có trái luôn, hái luôn chứ để làm chi, để sao rồi đủ được mấy trái đủ nó canh gọi là khô vậy, chiên hột vịt đó, 4 5 trái cũng ngon ha, trái 2 lần. À đây nè quý vị thấy không nè, cái nhánh bầu này nè em mới ngắt đọt nè, bây giờ nó nhảy tựa nè, bà con mình thấy có cái nhị không nè, bông cái hết rõ ràng không đó, đây có bông cải nè, thấy không, mình ngắt đọt là có bông cải, ngắt đọt là có bông cải nè. Ok rồi, thôi một vòng chia sẻ đến cô chú anh chị cái vườn bầu hồ lô của em, thì nói chung thì cô chú anh chị nào cần thì cứ comment nhắn tin gọi điện thoại cho em nhé, trong vòng 1 tuần nữa là có hàng, cứ gọi em là có hàng nha. Rồi bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo nhé, còn chần chờ gì nữa hãy giúp em đăng ký cái kênh YouTube Người Gò Công đây nè nha, để theo dõi những video mới nhất. Bye bye.